Em xin chào toàn thể mọi người ạ. Em là Duy Vũ ạ. Và phiên ngày hôm nay thì em bán kiều vuông của rừng Công Tâm nhé mọi người. Thì hôm nay là em được tầm là 18 lô. Ở đây thì về được là hai mươi mấy ký luôn. Nhưng mà cắt tỉa rễ sạch sẽ rồi cho chúng ta. Thì ở đây nó tầm được là 18 ký. Phân ra được là tầm 18 lô. Đấy, hàng thì phải nói là bao chuẩn và bao rẻ cho chúng ta. Hàng đây là kiều của rừng Công Tâm nhé mọi người. Trước khi vào quay thì em giới thiệu đến kênh của chúng em một tí nhé. Kênh của chúng em tên là Nam Phụng Làng Rừng Công Tâm. Và hiện tại là 27.100 người đăng ký rồi. Đấy, thì chúng em là chuyên cung cấp những cái loại lan của rừng Công Tâm cũng như là những cái nhánh giả hạt vùng miền bao chuẩn, bao đẹp cho chúng ta. Đấy. Đấy, còn đối với cái loại lan, mấy loại lan khác giả hạt á, thì chúng em bán cái giá cho chúng ta sưu tầm rất là rẻ. Còn giả hạt thì nó chuẩn vùng miền thì thường là giá nó sẽ rất là cao. Còn bên đây là cái mặt hoa của kiều vuông nhé mọi người. Đó. Đây, ở đây nó có một cái hình này, hình kiều này. Đây, kiều vuông là cái hoa nó như vậy. Để một số anh chị là chưa biết đến cái loại này là có thể là biết cái mặt hoa và chơi. Và đối với cái dòng này thì nó nở hoa vào cái dịp xuân nha mọi người. Rồi còn bây giờ em xin phép là qua cái mặt hàng ngày hôm nay. Đó, mặt hàng ngày hôm nay thì rất là nhiều. Ở đây em phân được là tầm 18 lô và một lô nó tầm là một ký, rất là nhiều hàng cho chúng, rất là nhiều nhiều cây cho chúng ta về làm giống, về trồng, về chơi. Và đối với cái loại kiều vuông của Công Tâm á, thì cái thời gian ra hoa của nó á, thì là vào đúng dịp Tết nha mọi người. Có những cây là vào đúng dịp Tết và có những cây thì nó ra vào lúc xuân, thì tùy vào cây cũng như là chế độ chăm sóc và cái vùng địa lý nữa. Còn tại vùng Công Tâm á, là nó ra đúng dịp Tết. Còn giới thiệu sơ qua về các cái loại kiều thì nó có kiều của Lào này. Kiều của Lào thì nó sẽ ra hoa vào tháng 3 hoặc là tháng 4 nhé các anh chị. Và cái giá thành nó thì bằng 1/2 giá thành của kiều Công Tâm thôi. Còn kiều Công Tâm hay là kiều Lâm Đồng chẳng hạn thì là nó sẽ ra hoa đúng vào cái dịp xuân. Và nhiều cây là nó ra chuẩn dịp Tết luôn cho chúng ta để chơi hoa. Các anh chị nào mà chơi lâu năm thì chắc là cũng biết. Và kiều của Lâm Đồng á, thì giá của nó lại gấp đôi cái kiều của Công Tâm. Có nghĩa là kiều Lào là 100.000 một ký chẳng hạn, thì Công Tâm phải là 200.000. Còn kiều Lâm Đồng thì nó rơi vào là tầm 400.000 hoặc thậm chí là có thể hơn rất là nhiều. Đó, vì em thấy là người ta bán những cái tép kiều của Lâm Đồng á, một chậu nó tới là 350-400.000. Đó, còn ở đây là đồng bào họ đi lấy được cái lô này và em ôm về bán về cái giá phải nói là giá cực kỳ rẻ luôn cho chúng ta sưu tầm luôn á. Rồi bây giờ em xin phép là vào giới thiệu sơ qua này. Những lô đầu là những lô hàng dề này, kích thước khá là lớn. Những lô sau này là những lô mà ở đây thì nó rơi vào là tầm 1 ký, có thể là trên dưới 1 ký. Đó, phụ thuộc vào số lượng mầm ở trong lô. Thì giá thì nó rơi vào tầm 200 đến lại 220.000. Đấy, cái hàng thì em phải nói hơi nhiều một chút để cho chúng ta hiểu được. Để em cân thử một lô cho chúng ta xem ha. Em cân thử một cái lô cái trọng lượng cho chúng ta xem. Ví dụ lô số 11 chẳng hạn. Lô số 11 để em cân thử cái trọng lượng cho chúng ta xem này. Đấy, nó rất là nhiều. Đó. Đấy thì nó là rơi vào là tầm 1 ký. Đối với cái lồng quạt này là nó nặng đến là 0,5 kg. Đó, em bỏ ra là nó âm này. Đó, nó nặng là gần 0,5 kg, bỏ ra là nó âm mắc là 4,5 kg, 0,45 kg này. Đó, thì một lô là như vậy nhé các anh chị.
Rồi em vào em quay này. Lô số 1 giá sẽ là 400.000 đồng. Đây là một cái bụi kiều, kích thước thì nó cũng rất là khủng. Đấy, bụi này thì em đã cân rồi và nó nặng tới là 1,5 kg. Đấy. Giờ để kiếm một cái bụi kiều khủng như thế này thì nó cũng rất là khó nha các anh chị. Và một số cái lá thì nó dập nên là về có thể là châm lại những cái này. Đấy. Thân thì nó rất là to, mập và dài. Thậm chí là dài tới là gần là 50 cm cho một cái thân của nó. Lô số 1 400.000, một bụi kiều rất là khủng. Còn những lô đằng sau thì giá nó sẽ rẻ nhé. Lô số 2 này là 240. Đây cũng là một cái bụi cũng khá là nhiều mầm và kích thước cũng khá là to nhé. Đấy, 240.000. Lô số 3 này 250.000 thì nó được là hai cái dề như thế này. Hai dề này thì đương nhiên nó chỉ gần 1 kg thôi chứ nó chưa tới. Nhưng mà kích thước của nó thì nó bự nên là giá nó sẽ hơi cao. Rồi lô số 4 này giá là 200.000 đồng này. Đấy, 200.000 đồng là chúng ta được chừng này mầm. Và nó là rất là nhiều luôn. Em thấy ví dụ ở mấy cái chợ Công Tâm á, hoặc là các anh chị nào ở Đà Nẵng hãy ra cái đường Lê Đại Hành á, người ta bán vài cái nhánh như thế này là có khi đã 150 rồi. Đấy, vài nhánh kiều như thế này là 150 rồi nếu mà những lúc mà nó khan hiếm hàng. Ở cái Đà Nẵng thì chỗ cái đường Lê Đại Hành là Công Tâm cũng hay đem lan ra đó, người đồng bào tại Công Tâm á hay đem lan ra đó bán rất là nhiều. Đây thì lô số 4 này là chừng này nhánh, giá sẽ là 200.000 đồng. À, em nói qua luôn cái tiền ship nhá. Đối với những cái lô này thì cái tiền ship nó sẽ đa số là toàn trên 1 ký, và cái tiền ship thì em sẽ tính là 60.000, ship nhanh cho các anh chị luôn. Là một cái mức giá ship phải nói là cực kỳ rẻ rồi và ưu đãi, không có chỗ nào mà có thể rẻ hơn nữa. Dù anh chị ở bất cứ miền tổ quốc nào thì cái tiền ship cũng là 60.000, ship nhanh luôn cho các anh chị. Đóng thùng to nhỏ gì cũng 60.000, nặng nhẹ thế nào cũng 60.000. Rồi lô số 5 này 200k. Đấy, 200k nó được rất là nhiều mầm thế này. Tuy nhiên thì một cái lô mình lấy về lớn thì nó sẽ có những cái thân lá nó không được đẹp cho lắm. Và có những cây thân lá nó được, nó tươi, nó sáng. Đấy. 200k cho lô số 5 này. Trọng lượng thì đa số là gần 1 ký hết hoặc là hơn. Lô số 6 này tương tự cũng là 200.000 đồng. Các anh chị thà bỏ tiền là mua một ký, tầm 1 ký như này luôn, về chơi để ghép lên những cái giò to đẹp. Đấy, nó có một bó như này, dân họ lấy họ bỏ vào này. Đó. Đó là lô số 6 cũng là 200.000. Em qua lô số 7 này. Lô số 7 này thì có vẻ là nó nhiều mầm hơn. Thì và nó tươi hơn một chút thì là 220.000. Đấy. Cái phí ship thì tầm là 60.000. Đấy. Đó, cứ một lô này thì em sẽ tính ship là 60.000 ship nhanh. Đó, còn ship chậm thì không nên vì hàng nó sẽ xuống lá nhiều. Và nó là phí ship rất là rẻ. Như thế này mà mọi người đặt ở những cái vùng xa hơn chẳng hạn, khu vực phía Bắc hoặc là vùng cao, thì ship đến thành phố thì nó cũng phải rơi vào là 100.000 đối với ship nhanh rồi. Lô số 7 này, đấy, 220.000, rất là nhiều nha các anh chị. Rồi em qua lô số 8 nhé. Lô số 8 thì là cũng được hai cái dề cũng bự như vậy, thì giá là 200.000. Đấy, được hai cái dề kiều thế này, kích thước bự 200.000. Lô số 9 này 220 nhé, thì nó bao gồm rất là nhiều mầm ở trong đây. Kiều vuông của Công Tâm nhé. Đấy. Lô số 10 này 220. Cũng tương tự luôn. Nó bao gồm rất là nhiều mầm.
Thì em lặt lặt như thế này là các anh chị biết nhá. Rồi lô số 11 là cái lô mà em cân lúc nãy nhá, thì nó cũng được lắm, là 220. Lô số 12 này, đó, nó nhiều mầm. Đối với những cái lô này thì những lô đầu á thì là nó thường là những cái dề lớn, còn những lô sau thì là nó sẽ có những cái hàng rời ra như như vậy đó. À, thường người ta bán hai cái củ như thế này này là đã 150 rồi. Đó, lô số 12 220.000. Tiền ship là 60.000. Lô số 13 này, lô này thì nó không được đẹp như mấy lô kia, này nó là 200.000. Đấy, lô này là 200.000. Nói chung là lô nào nó cũng rẻ hết. Lô số 14 này. 14 là 210.000. Đó, để em trải ra các anh chị xem nhé. Lô số 15 này cũng là 210.000 này. Đó. Có cái dây này nó cũng bự này, lô số 15 nó có cái dây này cũng bự này. Cái lá thì hàng rừng thì không thể tránh được lỗi như thế này. Rồi em qua lô số 16 nhé. 16 cũng là 220.000. Đối với kênh chúng em thì mấy cái loại lan ngoài giả hạt thì chúng em chủ yếu là bán của vùng Kon Tum thôi. Đôi lúc thì ví dụ những cái loại đặc biệt thì là sẽ bán của vùng Tây Nguyên khác, như là Lâm Đồng chẳng hạn. Đó là hai cái tỉnh Tây Nguyên mà có những cái loại lan có thể nói là nó rất là đặc trưng. Nói chung là nó sẽ khác biệt so với những lô còn lại, những cái vùng còn lại. Đó, lô số 16 này là 220.000. Đó, ở đây thì nó rất là được rất là nhiều mầm. Đó. Lô 17 và 18 nhé các anh chị. Lô 17 này thì em chia phần này ra rất là nhỏ này, 100.000 thôi. 100.000 là chừng này cây. Cho các anh chị nào mà muốn trồng thử cái này chẳng hạn. Là với 100.000 với lại tầm là 17 này thì tầm là cũng rơi vào là tầm 50 đến lại 60.000 tiền ship á, là tầm 150 thôi. Là các anh chị là sở hữu được cái này trồng thử rồi, cho một số anh chị nào mà mới tập chơi chẳng hạn. Đấy. Còn 18 này là mấy cây mà lá nó lỗi nhiều này. Thì 18 này nó cũng rất là nhiều cây ở trong đây và nó rất là nặng. Thì là 150 nha. Đấy. Lá thì nó bị dập. Đấy. Lô 18 này có khi nó hơn 1 kg luôn á chứ, vì mà cái dây này nó bự lắm. Đó là tổng thể cái lô hàng của em ngày hôm nay nhé. Thì ai đặt hàng thì cứ liên hệ theo số của em đăng ở trên tiêu đề, nhắn tin gọi điện qua cho em đều được hết nhé mọi người. Còn bây giờ thì em sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây. Em xin chào tổng thể mọi người ạ.